Mặt quả đấy tôi nói 10 đồng ít nhất cũng phải 9 đồng, trong túi ít nhất cũng phải có một khoản tiền nào đó để làm để chế. Chúng ta có thể nói vui lịch sự chút là sao đấy. Tôi nói thiệt, lúc đấy là nhà tôi năm 2007 là gia đình tôi có một cái cửa cao đẳng, mà tôi đi ra một đấy là gì, ra Hà Nội không lúc nào trong túi tôi có một cái khoản, lúc nào cũng trong túi 100 triệu và 500 ngàn nữa. Vào chào phát là nó phải 2 triệu rồi. Nhớ, đơn giản là chỉ chào nhau gặp nhau chào cái. Chứ còn không thì lần sau khoảng có làm việc. Ý là đơn giản như thế. Cho nên là chúng ta có thể nói là tiền ở trong miền Nam chúng ta chảy ra ở đây cũng được nhiều. Cái thứ hai là, thì thưa các bạn là người Hà Nội người ta gì? Người ta tích lũy nhiều hơn. Không giống người Nam ta người ta ăn chơi gì. Nhưng quan trọng hơn nó không phải là hai yếu tố này, mà cái yếu tố này sâu sổ này, gọi là sâu sổ ấy, cận rộ này. Cái văn hóa của người Bắc nó sĩ diện hơn người miền Nam. Người miền Bắc là nghèo cũng cho con ra phố, người ta có khái niệm nghèo cả. Bởi vì là thấy bạn mình có cái xe ô tô là mình phải có cái xe ô tô. Tôi nói thiệt các bạn là ở miền Nam nó này nó khác với ngoài Bắc, là ngoài Bắc bây giờ là gì, buổi sáng đi xe ôm đi ra cái bãi xe để lấy ô tô, chạy từ cái bãi ô tô này gửi sang cái bãi ô tô khác, rồi lại đi xe ôm từ bãi ô tô khác để về cơ quan làm việc, chỉ để nói chuyện với nhau là tôi cũng có ô tô. Chứ nó không giống như người miền Nam mình ra thì tấm gì ấy, tôi đi xe máy cũng được, tôi đi chơi được, không có ai nhìn nhau là ủa tại sao ông này đi đến chỗ nhậu này bằng xe máy, mà người ta thay nhau bằng cái gì, bằng cái xe ô tô. Cho nên là cái thằng bạn tôi mà tôi nói chuyện với các bạn ấy, là buổi sáng tôi nói là thằng Nguyễn Văn Đệ nhá, nó bảo anh giống anh được, ở cơ quan em mấy ông bảo vệ cũng đi xe ô tô đi này. Thế tôi cứ nghĩ là bảo vệ thì tôi lại nghĩ là bảo vệ là bảo vệ cho ông, những ông mà thủ tướng, phó thủ tướng là bạn tôi, là toàn là cái đám cảnh vệ của tôi mà, thì là đều là gì, thì cái đám bảo vệ cảnh vệ thì nó có tiền là bình thường. Tôi nói là các bạn đấy, bây giờ tôi nói giả sử như là bạn tôi mà nó đưa ông Nguyễn Phú Trọng về đây chẳng hạn, Nguyễn Phú Trọng rồi là ông Phạm Minh Chính, cái thằng thiếu tướng Phạm Văn Hùng, nó đưa đi ông Nguyễn Phú Trọng, nó về tỉnh ra ông ở khách sạn nào tôi biết, nhưng giả sử như là ông chủ tịch tỉnh mà tối nay muốn gặp riêng nhé, anh Chính có chút việc là phải qua nó, nó thích đồng ý cho gặp với không, nó bảo thủ trưởng hôm nay mệt thủ trưởng không gặp được, là không có ông nào gặp được hết á, ý vậy đó, là phải qua các cái đó. Thì cái chuyện tôi không mình chẳng nói làm gì, thế tôi mới nói với thằng bạn tôi bảo của chức được gì bảo vệ thiếu nhiều tiền, mấy thằng bạn tôi nó thiếu nhiều tiền, nó bảo không, bảo vệ cổng như thế này, bảo vệ cổng đi làm bằng xe ô tô nha các bạn, bởi vì đơn giản là gì, cái sĩ của người ta. Cho nên là tôi nói thiệt các bạn, cái này các bạn đừng có buồn, nhưng mà các bạn đi về và bắt là rất ít cái nhà mà xấu xấu như kiểu nhà ở miền Nam chúng ta, nhà nào cũng vậy, cao tút hút, mái ngói đỏ chót, nhưng mà trong vòng trong nhà chẳng có gì cả, có cái xác thì thôi. À, còn miền Nam ta không cần đúng không, nhà không cần nhà to, nhưng phải có TV, là có xe máy được dàn camera ok, tối ta nhậu hát chơi với vui, nhưng mà bắt thì khác. Cho nên ở chỗ này nó chính là yếu tố về văn hóa. Cho nên văn hóa là ở ngoài Bắc gần như là các bạn biết là gần như là ai cũng đi làm. Các bạn có thể hình dung là cái con cháu tôi đó, nó đi vô trong nhà nước nha, nó đi vô nó làm nhân viên gì, nhân viên là nó làm nhân viên văn phòng của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, chạy vô đó 2 triệu tốn tốn khoảng độ chừng 10.000 đô, vào đây khá 3 triệu mà đi làm bằng cái xe ô tô một tí. Cái xe ô tô nó đi, cái xe ô tô buổi sáng đi làm đấy, mà đi lúc nào xếp rất là quay về. Tôi nói thiệt các bạn là ở ngoài Bắc là công chức, tôi nói thiệt các bạn nhìn thấy các bạn là kinh lắm, chứ không phải như trong này. Giống như bọn tôi đi ra thi đấy toàn tiến sĩ, đi ra thi đảng viên chính, thì bọn tôi cứ làm mấy ông miền Nam ra cứ lù cả lù cù, ăn mặc thì cũng là nói chung là nó chẳng có cái gì cả. Còn mấy thầy cô ngoài kia là gì, thạc sĩ rồi, nhưng đi là đi đến đâu là sinh viên nó rẽ ra đồng kinh lắm, nó giống như là xếp to vào đây, còn bọn mình đi như là mấy ông nông dân đấy. Tôi nói là quay mắt nó hình thức dữ lắm. Nhưng lại quan trọng hơn ở đây đó chính là cái chỗ này, môi trường. Ngoài Bắc mùa đông thì nó cực lạnh mà nó lại còn mưa dầm nữa, còn mùa hè thì nó lại cực gì, nóng quá. Vậy thì hai yếu tố này, cái yếu tố sĩ diện và cái yếu tố văn hóa này, thì nó dẫn tới trường hợp là cái nhu cầu nó mới tạo ra cái nhu cầu, cái mong muốn của người Bắc là có cái xe ô tô nhiều hơn cái xe của người miền Nam. Cho nên miền Nam đâu có quan trọng cái đó, nắng thì cũng không nắng nha, có nắng nhưng rõ ràng là cũng không đến mức tình ủng.
chứ bạn nào mà đã từng ra ngoài Hà Nội các bạn mới thấy cái nóng phải là vẫn kinh khủng lắm. Các bạn hình dung nó nóng là nó giống như cái kim người ta châm vào đây, nó có con rôm rút nhanh ở xung quanh người đấy. Rồi mùa đông thì sao vậy, nó lạnh, bước ra ngoài nó la lên nhà lên nhem, nó bẩn thỉu. Vậy thì người ta cần là phải gì, phải có cái xe để mà đi. Chứ còn trong ta thì nó không đến mức đó, cho nên là chúng ta văn hóa chúng ta là không gì, không quá nặng nề việc đó. Rồi điều kiện thời tiết tự nhiên nó cũng không có cái gì, nó không có cái yêu cầu nào. Cho nên ta thì ta có nhẹ cái chuyện có xe. Chứ còn tôi nói bây giờ nó thiệt là nóng này, rồi nó thiệt là lạnh, nó mưa nhiều, chúng ta có nghĩ đến mua xe không? Cho nên là cái nhu cầu đó, nó xuất phát từ những cái yếu tố đó. Nè, đó. Còn một cái nữa tôi cũng giải thích luôn, bởi vì ở chỗ này là đây này các bạn xem này, 10 tỉnh có số điều cao nhất của cái đèn chúng ta hơi tốt khó rồi đấy. Thì ở đây là thành phố 10 tỉnh có đây này, đây là các bạn số liệu này. Tỷ lệ hộ gia đình có xe ở Hà Nội nha là 12.9%, thành phố Hồ Chí Minh là 6.7%. Nó có số liệu chứng minh đàng hoàng chứ phải không? Bởi vì chính là từ cái gì? Từ cái điều kiện làm kinh tế người ta tích lũy nhiều hơn này. Rồi cái thứ hai là cái văn hóa sĩ diện này. Cái thứ ba là yếu tố về môi trường công nghệ. Cho nên tôi cứ giả sử mai mốt, tôi cứ giả sử như bây giờ về cái địa phương chúng ta chẳng hạn như vậy. Bây giờ ông sếp cũng giao cho các bạn là cái gì? Hay là các bạn giao cho nhân viên các bạn là bây giờ chúng ta phải gì? Phải đẩy mạnh cái xuất khẩu hàng của gì? Của địa phương chúng ta sang cái này, cái thị trường nào đó. Vậy thì khi mà vậy, khi mà nó bảo anh ơi bây giờ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chẳng hạn, thì nó phải trả lời cho mình là tại sao chọn thị trường đó? Yếu tố về mặt chính trị, kinh tế, yếu tố về mặt văn hóa, xã hội, yếu tố về tài nguyên công nghệ. Giờ Việt Nam chúng ta mà xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc là chúng ta chết rồi. Trung Quốc bây giờ nó đất nước nó 1 tỷ tư dân nhưng mà nó có uống cà phê đâu. Cà phê không phải là món gì, món là ưa thích của nó, mà nó uống gì? Cà, ý vậy đó. Rồi cái chỗ này, cái chỗ này là gì? Xin thưa các bạn là ở đây nha, chúng ta lưu ý này. Có hai vấn đề nó có sự khác biệt rất lớn giữa cái mà gì, giữa cái mà Việt Nam và nước ngoài. Ví dụ như là tôi nói các bạn là các bạn học cái trường mà trường ngoài công lập và đối với cái chương trình cao học này thì tôi cho rằng là một lựa chọn đúng. Thầy cô là xin thưa các bạn để mà đứng lớp tham gia giảng dạy các bạn đều là có những cái gì, những cái lựa chọn là từ phía nhà trường hay ở nước ngoài vậy. Nước ngoài các quốc tư bản là trường ngoài công lập mới là trường đào tạo nhân tài, còn trường công lập chỉ đào tạo gì, những cái nghề cơ bản thôi, nó gọi là center đó. Bởi vì là các trường ngoài công lập là người ta outsourcing mà, người ta lựa chọn những thầy cô giỏi ở các cái trường khác về đây, người ta gì trẻ cho các bạn. Còn cái chuyện mà các bạn không thích học hoặc việc này việc kia các bạn bận, các bạn không tham gia học, đấy là việc của các bạn. Nhưng về lý thuyết thì thầy cô tham gia giảng dạy cao học và thầy cô tham gia giảng dạy ở các trường ngoài công lập là rất là giỏi, cái đó là như vậy. Vậy đấy là sự khác biệt. Cho nên các bạn có bạn bè nước ngoài về mà nó khen, nó khoe là con nó học trường ngoài công lập là biết ngay, à trường công lập là biết ngay, cái nhà này nhà nghèo không có tiền, có tiền các bạn không có tiền, nó mới học trường công lập đấy. Và trường này chỉ ra để làm gì, làm nghề bình thường mà học, còn nhà sau là học trường ngoài công lập đấy. Tôi xin thưa các bạn như thế. Cái ra em nói về cái nhà, tôi nói là chính là bây giờ tôi nói là ở các bạn ở đây là còn đỡ, chứ các bạn ở địa phương thì tôi nói là tôi là cái thằng cũng từ nông dân chân đất mất vét mà ra. Cho nên tôi khảo sát đó, cái sinh viên của trường tôi và tôi đi dạy cho các giống như các bạn là tôi khảo sát này, thì chính ông bà chúng ta lại làm khổ chúng ta. Ông bà tổ tiên ta tại sao khổ? Khổ chính là cái câu nói các cụ ta sao các bạn, an cư với lạc nghiệp. Cho nên là 100 cái thằng con trai mà không phải dân Sài Gòn nhá, mà ở cái đất Sài Gòn đấy, tôi hỏi đầu tiên á, em có tiền em làm gì? Thì khảo sát các bạn, cái thằng con trai nào cũng vậy, đầu tiên là em phải mua cái nhà. Bởi vì mình có cái nhà mình an cư mình mới làm được luôn, mình mới cắm chốt ở Sài Gòn được. Mà chính từ cái nhà đấy nó mới dẫn đến trường hợp sao các bạn, nó mới khổ chúng ta. Mà cái thằng ở quận 1 thì chạy quận 7 chạy quận 8 chạy quận 6 chạy quận 3 chạy quận 1 chạy quận 2, quận 2 chạy quận 9 quận trường luôn, nó loạn ra trên đường rồi đấy. Còn ở nước ngoài thì không có quan điểm gì là mua nhà, mà người ta thuê nhà. Người ta thuê nhà thì ví dụ chẳng hạn hai vợ chồng thì chồng xác định là thôi chồng thì ông đi, còn tôi thì ở gần cái chỗ tôi làm, chẳng chỉ em với chồng em ở đây thì giờ làm cái đơn vị này, cái
thời điểm này ở đây thì em sẽ thuê nhà cho Đạt, một thằng chồng chạy ngon. Thì sáng các em chỉ cần gì, em bước xuống em đi làm, còn thằng chồng nó chạy ra. Như vậy nó giảm được một gì, ít nhất là 50% là cái xã hội nó cũng gì, nó cũng giảm về mặt cái tổn thất xã hội đi. Còn giờ các bạn biết là Sài Gòn buổi sáng đang làm vợ chồng, các bạn đi chung làm 10 cặp thì 9 cặp nó chạy như vậy đó. Cứ chạy loạn nên thì cuối cùng là ra ngoài đường thì cũng đông nghẹt người như vậy. Cho nên ở nước ngoài á, người ta không mua nhà mà người ta thuê nhà. Vậy thì từ cái yếu tố văn hóa này các bạn này, cái chữ S này, thì chúng ta đầu tư là đầu tư thuê nhà bên đó là được. Thì bên đấy người ta đâu có mua nhà. Bạn mà mua nhà nó đắt tiền lắm, rẻ tiền lắm. Nhà ở bên Mỹ tôi nói chuyện đó vừa đây, giống như là sáng ngày các anh bảo là cái chỗ nhà này, cái nhà khu này nó 3.5 tỷ này, thô này. Thì giờ bạn tập trung mua cho nó khoảng độ chừng 1.5 tỷ nữa là gì? Tính ra là 5 tỷ gì? 5 tỷ là mới có 250.000 đô. Thì tôi nói thiệt ra, ở nước ngoài á, mà tớ nhà 1 triệu đô là chính thưa các bạn là gì? Là nó khoảng độ, là giống như cả hecta là có nhà vườn lầu cùng luôn tùm lái. Cho nên mấy cái thằng ca sĩ mà nó gì? À, giống như đang trường những khoe ở bên đấy 1 triệu đô la, ở cái nhà 1 triệu đô la. Tôi nói thiệt các bạn, cái nhà 1 triệu đô la đến cái khu vực của nhà tôi chỉ mới mua mới được 1/4 cả. Cái chỗ nhà tôi, cái chỗ quận 2, cái khu tôi ở đấy, tôi đương nhiên tôi ở khu chung cư, là các bạn cái việc 1 mét vuông ở đó là 300 triệu, mà nhà nào cũng 200 mét vuông thì cái nội tiền đất nó đã là số cái gì, số cái tỷ đó, chưa kể tiền làm nhà này. Nhưng về khoe bỏ bên kia ở cái triệu đô hay mua gì, triệu đô nước ngoài là quá bình thường. Cho nên từ cái quan điểm đó, cho nên ta tôi nói là Việt Nam chúng ta là nếu xét về mức độ mà giàu có mà thế giới nó phải ngưỡng mộ. Bạn ra nước ngoài dễ thì bạn gì, bạn gặp được thằng triệu phú. Còn sang chỗ quận 2 bên chỗ nhà tôi là nó mặc quần đùi nó uống cà phê, mà thằng nào nhà cũng vài 3 triệu là bình thường. Thế này à, bởi vì chúng ta là gì, chính là do chúng ta sở hữu nhà. Cho nên là bên kia là bạn gì, bạn đầu tư này bạn gì. Cho nên bây giờ ở Sài Gòn có rất nhiều nhà mà các bạn biết không, bây giờ mà không có tiền á, nó bán một căn nhà Sài Gòn này đi nha, nó bán căn nhà Sài Gòn ở Sài Gòn mà nhà rất 100 mét vuông là bây giờ là gì, là 50 tỷ là bình thường. Thì bán căn nhà này đi, lấy một khoảng độ 30 tỷ thôi, 30 tỷ sang kia mua một cái nhà đầu tư lấy thẻ xanh bên Mỹ. Thì bên đó thực ra là mua nhà thì rẻ, nhưng mà bạn ở nhà thì nó lại đắt, nó là tài nguyên mà. Ví dụ bạn mua đất thì là bạn thuê nhà thì là không phải đóng thuế tài nguyên nha, đóng thuế tài nguyên nó rẻ. Nhưng mà bạn mà mua nhà là cái phí, và cái phí vận hành nhà hàng năm bạn đóng nó rất là đắt tiền. Đấy. Nó có thể là sang, nó có thể sang như là cứ là đi ra bên bên trung quân Mỹ bình thường như vậy đó. Vậy là ở đây tôi từ nãy giờ chúng ta mới nói này, bây giờ chúng ta sang đến một cái nội dung nữa. Để sáng mai á, sáng mai chúng ta sẽ học về là các chiến lược thâm nhập thị trường, các phương thức thâm nhập. Thì tôi sẽ nói các phương thức thâm nhập đến 9 giờ khoảng độ, tôi nói từng tiếng hơn tiếng hồ rồi, còn lại dành thời gian cho các bạn gì, cho các bạn thảo luận một số cái để chúng ta xem thử xem các cái công ty nước ngoài nó thâm nhập thị trường Việt Nam như thế này. Chiều một hai nhóm chúng ta thì chúng ta báo cáo để chúng ta nắm được cái kiểu đó thôi. Để sao đến game buổi tuần sau nữa là hướng dẫn các bạn, giả sử như là tôi sẽ cho như này một câu này, một câu mà các bạn là gì, cái câu này là để cho các bạn tự các bạn thoải mái, các bạn biết nha, hãy chọn một sản phẩm của địa phương nha, xong bạn hãy xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường cụ thể của một cái gì, cái sản phẩm nào. Bạn cứ gì nữa, bạn chọn cá ba sa cũng được, bạn chọn cá gì tôm cua cá, hoặc là bạn chọn cái gì đó rồi là khô cá lóc thâm nhập thị trường Mỹ cũng được, tùy. Nhưng vấn đề ở đây là gì, làm sao chọn cái gì, chọn cái gì. Yếu tố chính trị nha, về mặt chính trị này thì Việt Nam Mỹ là quan hệ là luật pháp là cho phép xuất khẩu này, văn hóa là người Mỹ người ta thích ăn cái đó chẳng hạn như vậy, rồi thu nhập là đất, rồi người Việt Nam với Mỹ là ra làm sao này được nha, ví dụ như vậy. Và các bạn cứ làm sao viết cho tôi là được một tờ là ok, bởi vì chúng ta chỉ chúng ta khi thiết kế đưa viết kín tờ là được. Chứ đừng có viết có gì có mặt cái này sẵn cái thôi bỏ đấy thì chết thầy đường nào để chấm, không thể chấm cản được. Còn có bạn không biết chữ còn đấy là ok. Bây giờ chúng ta sang là gì, hai này, bây giờ là chúng ta sang đến cái thứ ba, là chúng ta sang đến nghiên cứu về phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường tìm.
Vậy thì trên thế giới chúng ta cũng phải thành công. À, à. Phân khúc thị trường là gì? Các bạn đã nghe phân khúc thị trường bao giờ chưa? Phân khúc thị trường là làm gì? Chưa nghe. Bởi vì đấy cho nên là tôi nói là thì nhiều khi tính ra là thầy nói ở đây là cũng tiếp cận lại cái nhiều cái vấn đề đó. Bởi vì chúng ta biết là các bạn học khối ngành kỹ thuật nhiều. Phân khúc thị trường tức là chia một thị trường không đồng nhất thành các thị trường đồng nhất để làm rõ nên đặc điểm hành vi chính sách của nhà. Đơn giản như vậy thôi. Tôi lấy ví dụ như thế này. Phân khúc thị trường là gì? Là chia một thị trường không đồng nhất thành các thị trường đồng nhất nha. Vậy tức là đồng nhất là sao? Ví dụ như là tôi cứ giả sử này, nếu tôi chia các bạn ra thành hai khúc thị trường ở lớp chúng ta, hôm tạm thời chúng ta chỉ tính hai giới thôi, thì chúng ta có mấy giới? Hai giới. Một nhóm là các bạn nữ, một nhóm là nam. Vậy thì tôi có thể phân khúc thị trường ở lớp chúng ta thành là, tôi nói giả sử đây là lớp chúng ta này, hai giới là gì? Thôi ta nam nè, nam này, và một giới là gì? Nữ này, đúng chưa? À. Phân khúc thị trường là chia gì? Chia một thị trường không đồng nhất mà thành các khúc thị trường đồng nhất. Và đây là rõ ràng nam là một khúc và nữ là một khúc, đúng chưa? Rồi tôi lại phân khúc thêm một khúc thứ hai nữa, là tôi sẽ phân khúc theo độ tuổi. Vậy thì độ tuổi giả sử như tôi chọn nha, tôi chọn cái độ tuổi á là phân khúc thành nữ thành ba cái độ tuổi. Ba cái độ tuổi đối với lớp chúng ta, một độ tuổi là tôi tính là từ khoảng độ 30 tuổi trở lên, một độ tuổi là tôi tính từ loại 20 tuổi trở lên, 20 tuổi, 23 tuổi trở lên, 23 tuổi trở lên. Và đương nhiên là cái loại mới này thì không có, rồi nó càng có, rồi những giả sử mới có. Vậy thì ở đây tôi làm gì? Vậy thì nữ mà 30 tuổi, giả sử như tôi là tôi tính là hôm nay thời gian cho nữ chẳng hạn như vậy. Vậy thì cái nữ của 30 tuổi trở lên với cái nữ của 20 tuổi trở lên, 23 tuổi trở lên, tức là sau khi tốt nghiệp đại học ấy, nó có khác nhau không? Các bạn khác nhau không? Khác chứ. Nên nói vào cái bạn 30 tuổi rồi, thường là các bạn có gia đình rồi. Hả? Cái thời gian của các bạn khác. Còn các bạn nữ mà gì? Các bạn nữ mà từ 23 tuổi mới tốt nghiệp rồi mới đi làm thì thời gian của các bạn khác ý như vậy đó. Bây giờ chúng ta hình dung là gì đây? Ở trường hợp này đầu tiên là tôi nói về phân khúc nha. Vậy phân khúc đầu tiên trường thế giới thì cũng làm như vậy, đó chính là chúng ta sẽ gì, đầu tiên chúng ta sẽ phân khúc thị trường thế giới, chúng ta sẽ gặp làm sơ thẩm môi trường chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phân tích môi trường vĩ mô. Rồi chúng ta phỏng ước nhu cầu thị trường. Tôi cứ giả sử như bây giờ chúng ta gì, các bạn là xuất khẩu, ở đây chúng ta xuất khẩu cá ba sai chẳng hạn, thì chúng ta thường hay xuất khẩu đi thị trường nào? Mỹ đúng không? Mỹ hay châu Mỹ, Mỹ đúng không? Vậy thì ta đầu tiên ta gạt lọc sơ khởi ha, chúng ta nói chuyện này. Gạt lọc sơ khởi, ví dụ môi trường chính trị pháp luật Việt Nam với Mỹ, chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1993, sau khi mà tổng thống Bill Clinton là tuyên bố là bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Đã. Rồi cái thứ hai là chính trị, rồi về mặt pháp luật. Pháp luật thì cái việc mà xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn được khuyến khích này, và nhập khẩu của Mỹ cũng không có ngăn cản gì đối với hàng cá ba sản của Việt Nam. Để gì vậy? Rồi về mặt kinh tế và nhân khẩu, Mỹ là bao nhiêu dân chúng ta biết. Đấy, kinh tế nhân khẩu thu nhập bình quân nhiều người bao nhiêu. Rồi cái thứ là văn hóa và cơ văn hóa xã hội. Vậy thì người Mỹ người ta có ăn cái cá này không? Tôi cứ giả sử trường hợp như vậy. Bây giờ bạn đưa một sản phẩm mà bạn này không xem là người ta có sử dụng hay không thì là thua không? Hay bây giờ chúng ta bảo là chúng ta xuất khẩu cà phê sang gì? Sang thị trường mà Trung Quốc thì thua đó, bởi vì Trung Quốc người ta gì ưa uống trà hơn là uống cà phê, ý như vậy đó. Xong rồi là gì, đến sang cái thứ ba là văn hóa xã hội, cái thứ tư tài nguyên công nghệ. Vậy thì tôi có hỏi giả sử như nếu mà chúng ta nói về Mỹ, vậy thì ở Mỹ người ta có trồng, người ta có nuôi cái cá ba sa này không, để chúng ta mới biết được rằng à nếu Mỹ nó có nuôi thì nó nuôi nó đã cung cấp được chừng này, còn chừng này là nó phải nhập khẩu gì từ nước ngoài vào, thì mình đấy là người ta gọi là gì, gạt lọc sơ khởi. Rồi bắt đầu là phân tích môi trường vi mô,
thì ta thấy à bây giờ nếu mà đưa vào Mỹ thì lúc này ta sẽ phải cạnh tranh với cá ba sa của gì, của các cái công ty nào, cái nhà nào, rồi khách hàng của mình làm mình hướng tới là gì, hướng tới đối thủ nào, đối tượng nào và năng lực của doanh nghiệp đó. Cho nên ở đây các bạn lưu ý là cái chỗ mà tôi nói đó, phân tích giống như cái bài của nãy là phân tích môi trường vĩ mô như vậy, là vĩ mô tức là kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tài nguyên, công nghệ, vĩ mô là khách hàng của chúng ta, rồi là năng lực của mình, rồi là gì, đối thủ cạnh tranh của mình. Quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải biết đối thủ cạnh tranh. Giống như cái trường hợp mà gì, cái bạn mà đẹp trai gì mà làm biết đó, thì mình phải biết nói chứ, mình phải biết được nó điểm mạnh điểm yếu cái gì chứ. Trời ơi, sinh viên mà bây giờ cho nó gì, tôi nói cái sinh viên là trong lớp mình gì, mình để ý với một cái cô đó mà trong khi đó mình lại phân tích đối thủ cạnh tranh là toàn là Đàm Vĩnh Hưng với lại gì, Sơn Tùng MTP thì thôi mua được còn gì nữa. Mà mình phải xác định được là à trong cái lớp này đứa nào nó cũng đào, nó cũng để ý cái cô bạn gái đó như mình, rồi mình mới xem là điểm mạnh điểm yếu cơ hội lấy được gì. Xác định quan trọng nhất là xác định được đối thủ cạnh tranh. Cho nên là giống như tôi nói là buổi sáng nay tôi kể chuyện các bạn đó, là thằng Coca-Cola nó không có coi thằng Pepsi là đối thủ cạnh tranh, mà coi cái đối thủ cạnh tranh đó chính là gì các bạn, bà bán nước mía, bán sao bài gì, bán ra sát cái gì vừa luôn á. Thế là đi qua cái tạp vô cái là bình nước mía, tạp vô cái là bình nước sâm là mang về. Vậy thì thằng Coca-Cola nó phải làm nó một cái xe ra sát cái bờ đường để gì, để mà người ta đi người ta có thể gì dễ dàng người ta mua cái sản phẩm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ xác định một thị trường mục tiêu ha. Lựa chọn xong chúng ta xác định thị trường mục tiêu. Vậy thì thị trường mục tiêu thường người ta thấy gì, người ta sẽ xác định là bao giờ người ta lựa chọn đầu tiên, đó chính là đường cụ tiền mặt địa lý. Cho nên là quay ngược trở lại cái bảo tôi bảo với các bạn là gì, nếu như Việt Nam chúng ta mà làm tốt, tôi xin thưa các bạn là gì, thì Việt Nam chúng ta sẽ là một trong những đất nước sẽ còn phát triển hơn bây giờ. Đó chính là chúng ta gì, chúng ta kêu gọi đầu tư nước ngoài. Bởi vì nước ngoài nó vào Việt Nam chúng ta thì nó sẽ gì các bạn, nó đặt chân vào Việt Nam chúng ta, tức là nó tiếp cận cái thị trường Trung Quốc rất là gì, là Trung Quốc rất là tốt. Nhưng mà vấn đề hôm qua tôi đọc cái bài báo, các bạn biết là gì, có bài báo không biết là tập bay với đại bàng. Tập bay với đại bàng là sao vậy? Là tập bay là gì? Vậy thì mình kéo được cái thằng đại bàng vào đây thì mình phải có thằng là dọn ổ cho nó chứ. Chứ còn bây giờ kéo nó vô đây mà không có người thì làm sao? Giống như chúng ta nói chuyện cái xe ô tô vậy đó, nó 50.000 cái linh kiện, các bạn tin dùng là 40.000 cái linh kiện, thì rõ ràng là có những thằng gì, thằng xung quanh nó làm để chỉ nó làm, nó mới làm được. Chứ còn giờ tự nhiên có một cái thằng mà ô tô lắp ráp ô tô vào đây, nó đưa cái linh kiện lắp ráp ô tô vào đây thì xin thưa các bạn sao vậy các bạn? Trên đâu làm được. Nó tốt cái giả sử như là Việt Nam, bây giờ Việt Nam có một khu công nghiệp này, vậy thì mình kêu gọi được cái thằng mà đại bàng ở đây thì có những cái thằng xung quanh gì các bạn, thằng xung quanh nó phải cung cấp linh kiện rồi tùm lum tùm la nó mới gì. Giống như bây giờ chúng ta xây dựng, tôi đi nói về xây dựng cái trung tâm dịch vụ logistics của cái gì, của địa phương chúng ta như vậy. Vậy thì vấn đề đây chúng ta thì tôi thấy năm ngoái tôi nói về cái chuyện là logistics ở cái cửa khẩu, tôi nghĩ chính xác, bởi vì tôi có một cái tập là tôi tập trung cho cái việc đó. Ví dụ như là trước khi tôi đi giảng dạy cho các bạn, tôi xem là cái bài là bài cho các bạn, bài này xong rồi tôi sẽ tập trung đây thì tôi tập trung toàn bộ cái tư duy của tôi vào cái chuyện này, xong rồi sau cái là tôi lại quên đi. Ví dụ vậy ở cái cửa khẩu gì mà như là mà có cái cửa khẩu mà nhà nước mình này cho, tức là cho người ta đầu tư kho bãi, xong rồi sau đó là gì, này nhà nước mình cũng có cái đầu tư, mà cái nhà nước mình đầu tư là sao vậy, này free, nó vào làm hàng đấy free, còn làm trong kho bãi của cái gì, của cái khu mà của tư nhân nó đầu tư thì lại gì, này thu phí. Vậy thì bây giờ có cái thằng tư nhân nào mà nó đầu tư, ông nhà nước ông làm cha mà ví dụ này cạnh tranh chung với nó thì thôi còn gì nữa, đúng chưa? Có thể là gì, cái chuyện là mình không thu phí được, nhưng mình phải thu phí để gì, để mình làm cạnh tranh với thằng kia đó. Cho nên vấn đề đây là nếu mà có thời gian thì share cho các bạn xem cái đó nha. Rồi cái thứ hai là cái tương đồng về mặt lịch sử, cái thứ ba thu nhập tương đồng lịch sử. Cho nên là các bạn biết là cái thằng gì, thằng tại sao thằng Hàn Quốc với thằng Nhật Bản nó sang Việt Nam chúng ta xuất hiện không, tương đồng về mặt lịch sử, quần áo tất cả các thứ,
Rồi ta đánh giá sức thu hút cạnh tranh và sức lượng cạnh tranh, rồi chúng ta mới xem. Thì cái chỗ này là gì, chúng ta có thể nhìn nó hơi sâu chút xíu đó, cho nên thôi cái phần này thầy sẽ nói nhanh thôi cho các bạn, không để các bạn gì đầu tiên là chúng ta gì nói nhà gì, sau khi chúng ta phân tích thị trường xong thì chúng ta lựa chọn thị trường tìm. Vậy thì bây giờ vấn đề đây, tôi cứ giả sử như là Việt Nam chúng ta thì các bạn xuất khẩu khá là đa, về mặt lý thuyết là chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu tới 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. Nhưng ngược lại, đâu phải 163 quốc gia người ta đều thích gì, đều ăn cá ba sa của Việt Nam, và chúng ta lựa chọn ra là một vài ba quốc gia để gì, để ta lựa chọn cái quốc gia đó sẽ là quốc gia mục tiêu để ta đưa cái sản phẩm gì cá ba sa của chúng ta vào đó. Và như vậy thì chúng ta thấy này, đây là các cái thị trường mục tiêu. Rồi chúng ta sẽ phân khúc, rồi chúng ta định lượng xem là bây giờ ở cái thị trường này thì như vậy sẽ là gì, bao nhiêu người. Người ta định lượng đến mức mà các bạn thấy này, một người Mỹ một năm là gì, hỉ mũi 256 lần. Đến cỡ hỉ mũi mà nó cũng còn tính nữa đấy, để tính để làm gì. Rồi người ta còn tính là như vậy là 50-mấy% đàn ông là gì, mặc quần là sỏ chân phải vào trước, 50-mấy và 40-mấy% phụ nữ là mặc quần là sỏ chân trái vào trước. Nó tính luôn cả những cái đó để nó gì, nó cả nó sẽ mở. Rồi các bạn gì khai thác và kinh doanh nha. Rồi có thể là bạn có thể phân tích theo là biến số địa lý này, biến số nhân khẩu này, biến số về tâm lý này, rồi là gì, bạn hành vi này đó. Và sau khi bạn phân khúc thị trường miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay là ở trên thế giới là châu Á, châu Âu, châu Phi thì ta chọn một thị trường, ví dụ như là thị trường Mỹ. Vậy thì vấn đề ở đây tại cái thị trường Mỹ đấy thì vấn đề là tôi cứ giả sử nha, quay ngược lại cái bài này. Và thế bây giờ đầu tiên là tôi phân khúc ra thị trường này thành miền Bắc. Tôi nói rộng hơn một chút xíu này để cho nó các bạn dễ hình dung này. Đây là thị trường trong nước này. Ví dụ như là tôi phân khúc này, thị trường như này rõ nha. Phân khúc thị trường là chia một thị trường không đồng nhất thành các thị trường đồng nhất nhằm làm rõ hành vi tính cách. Ví dụ Việt Nam tôi thấy này, Việt Nam chúng ta chia ra hai thị trường này, hai khúc. Một khúc là nam giới, một khúc là nữ giới. Rồi nữ giới tôi lại chia thêm một khúc nữa, là như vậy là tôi cho rằng nó có ba khúc thị trường. Đấy là khúc thứ nhất là khúc trên 60 tuổi, khúc thứ hai là khúc từ 21 tuổi cho đến gì, đến là 21 tuổi cho đến 60 tuổi. Tại sao lại là 21 tuổi cho đến 60 tuổi? Bởi vì 20 tuổi là tuổi chúng ta tốt nghiệp đại học, cho đến khi bây giờ là năm mấy tuổi chết, bây giờ tới 58 thôi chứ bỏ cơ, bây giờ tôi 58 đi nha, cho đến thì 21 cho đến 58, đây là khúc thì giờ gì các bạn đi này. Rồi một khúc nữa là khúc gì, từ 16 cho đến 21 tuổi. Là tại sao tôi lại khúc này, là sao vậy các bạn? Khúc này là khúc còn đi, là mình mua cho nó cái gì, bắt nó mặc cái gì nó tạm mặc. Cái loại này là sinh viên bắt đầu nó cũng đã gì, bắt đầu gì tự quyết định đến một thời gian rồi. Nhưng tôi thấy là cái khúc này là khúc hấp dẫn nhất. Vậy khúc hấp dẫn nhất là 21 tuổi cho đến 58 tuổi, đây là cái khúc bắt đầu đi lại. Và tôi lại chọn cái khúc này nha, giả sử tôi chọn cái khúc này là cái khúc là gì, thị trường mục tiêu là khúc từ 21-58. Nhưng mà tôi lại chia khúc 21-28 thành là ở này miền núi này, ở nông thôn này, rồi ở vùng biển này chẳng hạn như vậy. Đúng chưa? Hoặc là tôi chia cái khúc này là thành gì? Miền Bắc, miền Trung, miền Nam lên. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Và như vậy là miền Bắc này, Trung này, Nam này. Rồi bây giờ tôi chọn cái khúc miền Nam. Vậy thì cái khúc miền Nam này cũng là gì? Như vậy là khúc miền Nam nhá, thì tôi chọn là cái khúc miền Nam là tôi lại chọn là gì? Tại là gì? Trong cái khúc miền Nam này tôi sẽ chia cái cùng là cái độ tuổi này. Bây giờ là gì? Nữ này, bây giờ tôi là biết ra để cho các bạn xem nha. Nữ là tôi chọn là từ 21 này cho đến 58 này. Rồi là cái thứ hai á là nữ là gì? Ở miền Nam.
đấy, nó là khu vực là miền Nam này, độ tuổi là 21 đến 58 này. Rồi trong cái trường hợp này tôi lại thêm một cái là miền Nam này. Rồi cái thứ hai là 21-58, cái thứ ba là công chức đi, tổng công chức, viên chức, rồi người lao động tự do, rồi tôi thêm đây là công chức chẳng hạn như vậy. Vậy thì nếu mà tôi làm sơ mi cho cái đá này, nữ này từ là cái độ tuổi từ 21 đến 58, rồi sống ở tại miền Nam, rồi nghề nghiệp là công chức, thì các bạn thiết kế cái áo như thế nào? Ý vậy đó. Nhưng nếu tôi không chọn là công chức, tôi lại chọn là gì? Nữ nha, cũng là nữ này, là từ 21 cho đến 58 này, rồi là miền Bắc này, đấy, rồi là công chức thì nó khác. Còn nếu mà thì cũng là gì? Nữ mà gì? Cũng là 21 cho đến 58 tuổi, rồi là gì? À, miền Nam nha, rồi là lao động tự do thì nó lại khác nữa. Đúng chưa? Vậy thì rõ ràng cái yêu cầu đây này, đây này, đấy, đây chính là người ta gọi là thị trường mục tiêu của mình đã. Ví dụ như bây giờ mình chọn là thị trường gì? Thị trường Mỹ. Đúng chưa? Cái thứ nhất là thị trường Mỹ. Cái thứ hai, thành phố là ví dụ Santiago. Hay là gì? Ở Việt Nam mình ở là nhiều ở đâu ta? California, đúng không? Rồi là ở cái gì? Cái khu Việt Nam chúng ta là Little Sài Gòn chẳng hạn đó. Vậy thì từ 3-4 cái biến số đó chúng ta mới thấy rõ được đặc điểm của cái người miền Nam ở cái khu vực đó là gì. Còn tôi cứ giả sử như này, tôi chọn nữ này, nữ mà ở cái độ tuổi này thì tôi sẽ thiết kế cho nữ mà làm công chức thì là sao vậy các bạn? Nó phải chuẩn chỉnh, đúng chưa? Bởi vì cái độ tuổi này là độ tuổi đi làm mà, ăn mặc nó phải đàng hoàng. Nhưng mà nếu tôi thiết kế cái áo cho lao động tự do thì nó khác. Còn nữ thì làm sao tôi thiết kế cái áo nó phải gì? À, nó phải đổi mất được cái nổi bật được cái là ba vòng, vòng một, vòng hai, vòng ba, ý như vậy đó. Mình phải làm rõ được đặc điểm hành vi tính cách khách hàng thôi. Chứ nếu bạn không làm rõ được đặc điểm hành vi tính cách thì bạn đâu có làm đưa ra sản phẩm được. Rồi bây giờ tôi ra giả sử nha. Vậy bây giờ tôi chọn một cái này, chọn cái đó này. Rồi vấn đề là bây giờ giả sử tôi đã chọn ra được cái nhóm này này, rồi có phải có một mình tôi là người gì? Là một người cung cấp cho cái chỗ này không? Có phải không? Không, không. Có rất nhiều người, người ta cũng nhòm ngó vào vấn đề này chứ. Vậy thì từ cái chỗ người ta nhòm ngó này là tôi bây giờ tôi bắt đầu tôi định vị sản phẩm, tức là tôi tạo sự khác biệt cho cái gì? Cho cái sản phẩm của tôi. Đấy. Và đây chính là định vị sự khác biệt đây. Vậy thì định vị là gì? Định vị chính là tạo ra một sự khác biệt trong tâm trí người tiêu dùng. Nói đến mình cái người ta dễ ngay. Ví dụ nói đến Pierre Cardin là người ta thấy ngay là gì? Là thời trang cao cấp. Nói đến gì? Bây giờ tôi cứ giả sử như là nói đến là An Giang thì người ta nhớ đến cái gì? Hả? Không, An Giang mà người ta nói đến là lúa thôi chứ chưa nói được lúa bà đâu. Đúng giờ Châu Đốc mới là núi bà, An Giang là vừa luôn, đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì vấn đề là định vị, tức là gì? Mình tạo ra một cái vị trí trong tâm trí khách hàng. Vậy thì là định vị bằng cách nào? Định vị thì ở đây mình có thể là đối với một sản phẩm là định vị toàn cầu, hay là định vị theo gì? Nhận thức của khách hàng. Định vị toàn cầu tức là mình xây dựng một hình ảnh gì? Giống nhau của sản phẩm trên thương hiệu trên gì? Toàn thế giới. Coca-Cola, hàng Hennessy, McDonald's. Vậy thì Việt Nam chúng ta cứ tự hào là một đất nước xuất khẩu gạo đứng hàng nhất nhì ba của thế giới. Nhưng chúng ta đã làm được gì khi mà chúng ta vậy? Chúng ta có định vị được sản phẩm gạo của Việt Nam chúng ta không? Chúng ta người ta vẫn cho gạo Việt Nam chúng ta là gạo gì? Chất lượng thấp. Còn cà phê của Việt Nam chúng ta là cũng thấp luôn. Xin thưa các bạn, cà phê Arabica là 3.000 đô la một ký, thì cà phê Robusta của Việt Nam chúng ta chỉ có 5-7 trăm. Cho nên vấn đề nó nằm chỗ đó. Định vị tức là mình xây dựng được hình ảnh của mình trong tâm trí của khách hàng, tạo ra một sự khác biệt.
Rồi định vị chúng ta cũng có thể dựa vào thuộc tính của sản phẩm này, định lượng vị dựa vào chất lượng của sản phẩm này, giá cả của sản phẩm này. Giá cả sẽ bán được. Tôi cứ nói giả sử như bây giờ nha, bây giờ là gì, thằng PA cạnh tranh đấy, thằng Amber đấy, nó định giá sản phẩm nó là sản phẩm chất lượng cao, thì nó sẽ phải làm gì? Nó sẽ phải bán giá cao. Bây giờ mình bảo chất lượng cao mà mình bán giá thấp được không? Mình nói là tôi dùng sản phẩm của tôi chất lượng cao lắm, nhưng tôi bán giá lại bẹp. Và nếu như tôi nói là bây giờ tôi cứ giả sử nha, cái thằng An Phước nó lại bán cái giá sản phẩm đúng bằng cái giá tiền tiền, thì những người đang sử dụng An Phước đó, người ta có mua An Phước được không? À, không mua nữa. Đợi như vậy đó. Hay là tôi cứ giả sử bây giờ cái điện thoại iPhone đấy mà nó bán bằng cái giá điện thoại Oppo, giá bán bằng giá Oppo mà. Rồi bây giờ có iPhone đâu? Thái quá. Cho nên là gì? Nó phải định vị sản phẩm mà chất lượng cao thì bạn phải bán giá cao. Cho nên các bạn lưu ý rồi, sản phẩm chất lượng cao là bán giá cao, chứ không phải sản phẩm ta làm chất lượng cao mà ta là gì? Là bán giá thấp. Rồi ví dụ nha, bây giờ tôi cứ giả sử như này. Bây giờ ơi các bạn, ví dụ như đêm nay về hai vợ chồng bạn nhau, thôi ngày mai thấy cái xe Rim này của anh đi nó cũng cũ rồi đấy, bây giờ mua cho anh cái xe SH để anh đi làm cho nó hoành tráng. Rồi xong sáng mai ra hai vợ chồng ra cửa hàng Honda mua cái xe SH, rồi bạn có được nhận xe SH ngay không? Mua xong cái bảo tôi dắt lấy được tiền bây giờ dắt rồi có thường là không. Nó sẽ phải cho bạn gì? Nó phải bạn gì? Ừ, bây giờ cái xe đó nó trưng bày lắm, cái xe này là có người mua rồi, anh cứ đặt cọc tiền đây, ngày mai em sẽ chuẩn bị sẵn sàng xe rồi cho anh ra anh lấy. Thực ra nó có xe, nó có sẵn ở gì? Nó có sẵn ở trong kho, nhưng mà nó không muốn ra cho mình. Nên giao cho mình thì nó bình thường quá đi. Nó phải để cho mình khao khát. Xong bắt đầu khi mà mình mua riêng được cái xe, mình cảm thấy mình rất là đặc trưng. Ý vậy đó. Cho nên là đây là gì? Chiến lược bán hàng của nó nghe, chứ không phải là gì, không phải nó có xe đâu. Đấy. Rồi định vị theo lợi ích của sản phẩm. Bây giờ tôi nói giả sử này, bây giờ gạo của Việt Nam chúng ta bây giờ định vị, chúng ta là định vị là gạo cho ăn ngon hay là gạo cho ăn ngon? Việt Nam chúng ta vẫn là gạo ăn ngon. Bây giờ mình phải định vị là gì? Gạo ăn ngon. Ăn ngon. Đấy. Gạo trở thành một sản phẩm gì để thưởng thức, thay vì chúng ta là gì? Ăn cho nó đầy bụng. Đấy. Rồi định vị dựa trên công dụng của sản phẩm. Rồi ví dụ như vậy, Red Bull là gì? Là nước uống tăng lực. Tự nhiên tối không uống Red Bull, tự nhiên nó có vẻ như yếu đi, nó không tăng lực gì mà. Thế nhiều khi nó định vị như vậy. Rồi là trà thảo trì, trà xanh không độ và giải nhiệt cuộc sống. Cho nên ở đây các bạn định vị tức là gì? Bạn định vị tức là bạn xây dựng, bạn định ra một cái vị trí của nó ở trong gì? Trong khách hàng. Bạn nói mà người ta gì? Người ta nhớ đến mình luôn. Vậy thì bạn lựa chọn định vị ở đây bạn có thể gì? Bạn có thể định vị hoặc bạn lựa chọn chiến lược cạnh tranh. Đầu tiên chiến lược cạnh tranh đó chính là dẫn đầu về chi phí. Phần cạnh tranh bằng chi phí thấp là một cạnh. Cái thứ hai là bạn cạnh tranh bằng sự khác biệt. Ta làm cái này mình làm ngược lại cái khác. Khác biệt đó. Giống như tôi nói là đi tán gái vậy đó. Mọi người thì nói nhiều thì tôi không nói. Người ta không nói để chi? Để tạo ra một cái sự khác biệt cho cô kia có gì? Cho cô kia có để ý. Cho nên là tôi với giả sử cái thời tôi sinh viên chúng ta đi học mình có những cái bạn gì? Có những đứa mà tại sao con gái cứ toàn là yêu người ta bảo là ghét của nào trời cha của đó, toàn lấy mấy cái đứa mình ghét. Nên bởi cái thằng đó là sao vậy các bạn? Tạo sự khác biệt là sự có cô bạn nha. Có cô bạn gái trong lớp là tất cả mọi đứa là gì, con trai đều là gì, cứ là gì tán tỉnh cô đấy. Có thằng nó không thèm tán tỉnh, kệ, nó coi như là không là cái tinh gì dưới cái gì dưới cái con mắt của nó cả. Thế là tự nhiên cái cô này là thứ gái
mà tao là gì, bao nhiêu đứa để ý mà mày coi tao gì, tao phải chung mà chết. Cuối cùng là gì, cô đúng cái gì, đúng cái bài nó kia đó. Cho nên là đây chính là gì, người ta nói là gì, tạo sự khác biệt. Tức là gì, tạo một cái sự khác biệt làm cho người ta gì, người ta chú ý đấy. Rồi như vậy là gì, vậy thì ở đây đó chính là chúng ta hãy đeo được đó chính là gì, thảo luận nhóm này hãy chọn một sản phẩm nước ngoài mà bạn biết đó này, cho biết doanh nghiệp này đã lựa chọn thị trường nào, các tiêu chí phân khúc thị trường họ, đặc điểm tính cách của khách hàng tại thị trường này. Bây giờ tôi cứ giả sử chúng ta mấy cái xe Honda mà các bạn đang đi làm, xe lít người ta hướng đến đối thủ khách sạn này, khách hàng đó, xe gì Exciter của Yamaha hướng tới đối thủ khách hàng, rồi xe gì Win hướng tới đối thủ nào, đúng không? Ví dụ như là xe lít chúng ta thấy rõ ràng là hướng tới gì, đúng giờ, rồi xe gì, xe Win Winner là Win là hướng tới nam giới, đúng giờ, còn xe mà xe gì Airblade là gì, phi giới tính à, nam là gì cũng được, ý vậy đó. Còn xe mô tô là hướng tới vậy, mô tô là hướng tới các bạn nam giới ưa thích thể thao thì nó cần gì về mặt tốc độ, rồi họ đã định vị như thế nào và tính cách định vị của họ, rồi họ cạnh tranh trên thị trường như thế nào. Thế giờ cho nên là cái chỗ này là gì, tôi làm cũng rất là nhanh nha, cũng đúng là gì 4:05 này à. Thực ra là còn muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn đấy, buổi sáng ngày này thì lúc các bạn là từ 1:30 cho đến chỉ 4:00 tính, cho nên là nhanh các bạn về các bạn đọc thêm. Nhưng cơ bản nhất ấy, ở đây ấy, cái bài ngày hôm nay á, chiều ngày hôm nay là buổi chiều ngày hôm nay là chúng ta lưu ý cho tôi nha, đó chính là đầu tiên á là mình chỉ nghiên cứu R, làm cái gì nghiên cứu được không? Giờ nghiên cứu mà nghiên cứu ở đây đó chính là PES, môi trường vĩ mô và vi mô, rồi môi trường là vi mô, hai cái này nó khác nhau. Vi mô là chính trị kinh tế, còn vi mô tức là đối thủ cạnh tranh này, đó năng lực doanh nghiệp này, rồi là gì khách hàng. Bây giờ tôi bảo là tôi khi mà năm ngoái năm kia tôi làm giám đốc marketing cho một cái doanh nghiệp, mà cái anh đó anh làm cái sơn đấy, sơn ở địa phương chúng ta có thể biết sơn là sơn đu đu tích nha, bây giờ nó dẹp luôn rồi. Tôi hỏi anh là bây giờ anh hướng với khách hàng nào, thì bảo là ai mua bán, làm gì có chuyện ai mua bán, đúng là ai mua thì bán, nhưng nó phải quan trọng nhất đó chính là cái nhóm nào là cái nhóm đông nhất thì mình thấy mình chọn cái khúc đó chứ. Nếu mà đu tách chẳng hạn sơn, tôi bán cho cái đá mà thầu xây dựng nó khác, bán cho gì cái người mua lẻ nó khác chứ. Đó, vậy thì tôi với giả sử này, gạo của đồng bằng sông Cửu Long hay tỉnh An Giang chúng ta mà hướng đến các công ty lương thực thực phẩm, hay là lương thực thực phẩm để người ta xuất khẩu gạo, hay là chúng ta hướng đến các công ty mà làm ra các loại bánh gạo, hai cái này là vấn đề. Nếu như các bạn gì, tôi cứ giả sử nha, bây giờ chúng ta làm gì hướng đến các công ty mà chế biến các gạo thành các thì thành các cái bánh gạo rồi mì tôm mì gói, thì chúng ta vẫn là EIR 504 ok. Bởi vì sao vậy, năng suất nó cao. Nhưng nếu chúng ta hướng đến cái gạo ấy, mà để cho các cái công ty người ta xuất khẩu gạo ra thị trường thế giới á, để cho người ta mua về người ta nấu thành cơm, thì nó lại là một cái loại khác nữa, đúng chưa? Các bạn có hình dung không? Một loại là gạo để gì? Cho các công ty nó chế tạo thành bánh phồng tôm chẳng hạn như vậy, rồi các sản phẩm bánh gạo tùm lum tùm la là một loại. Loại thứ hai là gì? Cho người ta mua về người ta nấu thành cơm ăn là một loại. Nó là cái nhu cầu của hai thằng này là khác nhau hoàn toàn.
cái thằng mà vậy, tôi cứ giả sử cái thằng mà nó mua gạo về nó làm mình bánh gạo hay làm bánh phồng tôm thì nó đâu có cần phải gạo dẻo và thơm làm gì, đúng chưa? Nhưng mình mà ăn cơm thì mình phải gì, mình phải thích gạo dẻo và thơm, ý vậy đó. Rồi nha, xong cái chỗ này thì sang đến cái nội dung thứ hai, đó chính là chúng ta gì, cái chỗ này tôi cũng đang vừa mới nói các bạn đấy, phân khúc thị trường thế giới, tức là chia thị trường thế giới thành các khu vực khác nhau, xong rồi ta chọn một khu vực khác nhau, ví dụ như cá ba sa của chúng ta, ta chia thế giới thành 164 quốc gia, xong rồi ta chọn một quốc gia, đó chính là gì, là target, target market, đó chính là gì, thị trường mục tiêu của ta là thị trường Mỹ. Rồi vào thị trường Mỹ, rồi ta lại chọn nữa là gì, là Mỹ này, rồi là California này, rồi đúng không? Xong rồi là ta gì, ta sẽ định vị sản phẩm positioning tại thị trường California thì đâu phải chỉ có cái ông Việt Nam mình, đúng chưa, là cung cấp cá ba sao, ông Thái Lan nó cũng nuôi cá ba sao vậy. Vậy thì khi vào cái thị trường này thì lúc này chúng ta sẽ positioning, tức là chúng ta tạo sự khác biệt. Ví dụ thằng kia nó chỉ bán cá ba sa không thì ta bán cá ba sa cộng nước chấm, ý vậy đó. Hoặc là cá ba sa của nó chỉ để bên để nấu canh thì bây giờ ta có cá ba sa để cho hầm, rồi là cá ba sa ăn liền, rồi cá ba sa tụm lông tụm lai gì đó, thì cái đấy là việc của mình, mình tạo ra cái sự khác biệt. Rồi ngày mai thì như vậy chúng ta sẽ học về là các phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài. Chúng ta sẽ học là như vậy, là thâm nhập bằng cách là xuất khẩu trực tiếp này, xuất khẩu gián tiếp này, franchise này, nhượng quyền kinh doanh này, bán giấy phép này, rồi là gì, đưa vào cái khu gì, khu công nghiệp của người ta, hay là cái khu gì, khu vực đặc biệt để chúng ta gì thâm nhập thị trường người ta. Sáng mai chúng ta sẽ nói về cái đó. Rồi thấy các bạn thấy có khỏi nhanh không? Tôi là tôi thấy hơi nhanh á, nhưng mà biết là các bạn tiêu hóa được hay không, bởi vì nó nhanh quá. Tiêu hóa. Về đọc thêm chứ, làm sao mà kịp, chúng ta chỉ có 3 bài tiết thôi mà. Lúc mà làm việc cần nhất là một cái mới học một cái tối nay về có làm bài đề. Vậy mà đó hả? Ở điểm nhóm có không? Em nhóm có bài.